Bây giờ hãy đếm từ một đến mười. Hai mươi Ở sứ Ở sứ Bốn mươi Sáu mươi 六十，琴没琴九十九，九十九，还挨一千，一百，一百，一，一，百，百，一百。 一百木匠被一百块钱一百块 h i g 倍二百块钱二百块那么相 500 khoai chén 500 khoai 900 tệ 900 khoai chén 900 khoai Bây giờ hãy nghe cách nói từ nghìn trong tiếng Trung Chiên Chiên Hãy thử nói một nghìn

như 20, 200, đi với hàng nghìn đầu là lẻ. Hãy tiếp tục nói 3 nghìn, 3 nghìn, Chín nghìn, 9 nghìn, 9 2 nghìn. Lẻng chiên Lẻng chiên Trong tiếng Trung, mười nghìn không đọc là sứ chiên mà đọc thành một vạn. Một vạn chính là mười nghìn. Hãy nghe cách nói vạn. Vạn Vạn Một vạn Ý vạn Ý vạn Hay nói hai mươi nghìn hay hai vạn hay chú ý đi với hàng vạn cũng đọc là lẻ lẻ quả lẻ quả ba mươi nghìn hay ba vạn san quả san quả hay nói bốn vạn tệ hay bốn mươi nghìn tệ 四万块，四万块钱。千零零，九万，九万，一万一千。一万一千。 12.000, nguyên văn là 1 vạn 2.000. Yếu quả lẻng chiên. Yếu quả lẻng chiên. 15.000, nguyên văn là 1 vạn 5.000. Yếu quả ngủ chiên. Yếu quả ngủ chiên. Hay nói 15.000 tệ hay một vạn năm nghìn tệ. Yếu hoài của chiên khoải. một vạn